Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến đài Fox News. Ngày hôm qua, chương trình của Fox News, ông Lou Dobbs đã tuyên bố rằng là sau khi ông tân bộ trưởng tư pháp thẩm phán William Barr được Thượng viện phê chuẩn vào thứ tư tuần vừa rồi, ông đã lên nhậm chức và ông đã được Robert Mueller liên lạc để gửi những cái báo cáo sau cùng về câu chuyện điều tra Nga có dính líu vào bầu cử 2016 hay không. Đài Fox là một đài đưa rất nhiều tin tức rất đứng đắn, rất đáng tin cậy. Và theo như đài này cho biết thì tuần tới, chậm nhất là 10 ngày nữa, Bộ Tư pháp sẽ công bố cái bản báo cáo sau cùng về kết quả điều tra gần 2 năm của Robert Mueller. Và khi đó ký giả hỏi rằng là liệu ông Bộ trưởng Tư pháp có phổ biến không? Thì Bộ trưởng Tư pháp cho biết là sau khi nhận được cái bản báo cáo sau cùng thì Bộ Tư pháp sẽ resume, tức là sẽ làm tóm tắt lại, summarize, tóm tắt lại cái bản công bố kết quả này, rồi gửi cái bản tóm tắt đó lên cho Quốc hội. Và đồng thời với công chúng, Bộ Tư pháp tuyên bố ngay trong cái lúc mà được phỏng vấn ở Quốc hội, ông sẽ phổ biến những gì cần thiết. Bởi vì hiến pháp không đòi hỏi ông Bộ trưởng Tư pháp phải phổ biến tất cả những cái bản văn này. Thì chúng ta chờ xem trong vòng vài ngày nữa sẽ có một bản chính thức là ông Donald Trump có tội hay là không tội. Mà cho đến giờ này thì mọi người đều biết ông Donald Trump không có tội. Tổng thống Nga Putin cũng từ chối không bao giờ dính vào vấn đề bầu cử. Và nói rằng Donald Trump thắng cử là do phiếu của các ông Electoral College, không phải là những người bỏ phiếu bất hợp pháp, gian lận. Thì nói đến đài truyền hình Fox, chúng ta đi qua một tí nữa cho vui. Chủ nhật này, Hannity. Chắc đến bây giờ quý vị biết Hannity là một người nổi tiếng của Fox. Trước kia là có anh chàng Bill O'Reilly. Và sau khi Bill O'Reilly bị vấn đề đàn bà tố là xâm phạm tình dục, anh ta đã nghỉ việc. Nhưng giờ này Hannity là một tay nổi tiếng về cả tư tưởng lẫn hành động và vấn đề truyền thông tuyệt vời. Thì cuối tuần này Hannity với lại nhân viên tùy tùng sẽ bay qua Hà Nội để sửa soạn tường trình cũng như là sửa soạn phỏng vấn Tổng thống Donald Trump. Từ lâu nay, Tổng thống Donald Trump vẫn dành một cái sự đặc quyền cho Fox News. Và không có đài truyền hình nào được phỏng vấn Tổng thống Donald Trump sau khi mà đã họp với Kim Jong-un. Cho nên đây là một cái chương trình rất là thích hợp để chúng ta theo dõi. Nếu quý vị có cable thì sẽ được thấy live report trực tiếp truyền hình trên đài Fox News. Ngay sau khi phiên họp kết thúc, thì Hannity sẽ được cơ hội nói chuyện với Tổng thống Donald Trump độc quyền, không còn ai nữa. Đây là một trong những cái sự kiện tin tức mà chúng ta sẽ thấy là cái chuyến đi này của Fox News rất quan trọng đối với Tổng thống và thế giới. Rồi sau đấy chúng ta lại có một câu chuyện nữa liên quan đến vấn đề bà Pelosi. Suốt một tháng nay bà Pelosi ăn không ngon ngủ không yên là vì khi tuyên bố của ông Donald Trump nói rằng nếu như đài quốc hội không cho tôi tiền thì tôi buộc lòng phải tuyên bố tình trạng khẩn trương. Là vì trong tình trạng khẩn trương là một cái luật của quốc hội Mỹ thông qua từ tháng 9 ngày mùng 4 năm 1976. Thì kể từ ngày này Tổng thống có quyền tuyên bố tình trạng khẩn trương của đất nước để bảo vệ an ninh của quốc gia nếu cần. Và trong trường hợp đã tuyên bố khẩn trương của đất nước, Tổng thống có quyền du di dùng tiền bạc ở các cái khoản mà được Quốc hội phê chuẩn rồi mà chưa dùng đến. Chẳng hạn như quốc phòng, có rất nhiều khoản tiền. Lần này Tổng thống lấy 3 tỷ 6 ở khoản tiền vấn đề huấn luyện và đề phòng cho các nhân viên quốc phòng khỏi việc dính líu vấn đề narcotic là vấn đề thuốc phiện.
Rồi Tổng thống lại lấy 600 triệu đô la của cái quỹ gọi là phong tỏa tài sản của những cái bàn tay buôn thuốc phiện mà giữ ở ngân khố, là coi như là 4 tỷ 2 rồi, quý vị thấy chưa? Cộng thêm với 1 tỷ 3 quốc hội đưa ra là 5 tỷ rưỡi, 5 tỷ 7. Và cuối cùng, Tổng thống lấy thêm một ngân sách của cái vấn đề xây nhà cửa cho các binh sĩ mà không đến, không dùng đến, vào khoảng 2 tỷ rưỡi. Nói tóm lại, ông đã có trong tay 8 tỷ đô la mà không cần phải qua quốc hội. Vì thế bà Pelosi xấu hổ. Trước kia thì tuyên bố mạnh mẽ rằng Donald Trump sẽ không bao giờ có thể xây được cái bức tường miền Nam, là vì quốc hội sẽ không chi ra một sen cho Donald Trump. Bà ta vinh váo và nói chuyện một cách rất là tự tin là Donald Trump thua. Và bà ta bảo rằng bà ta phải xứng đáng cũng như là một vị tổng thống thứ ba ở trong cái hàng ngũ thay đổi của hiến pháp định. Tổng thống chết thì phó lên, phó chết thì chủ tịch quốc hội lên. Mà chủ tịch quốc hội lần này là Pelosi. Và khi Pelosi lên làm tổng thống, có quyền đề cử Hillary Clinton làm phó tổng thống. Và Pelosi làm tổng thống vài tháng vì sức khỏe năm nay y thị cũng đã 80 rồi, đập ra hột rồi. Thế thì cái chuyện đau ốm là thường. Rồi khi y thị từ chức thì thị mẹt Hillary sẽ lên thay thế. Tha hồ tung hoành, khi đó Tập Cận Bình sẽ được đón tiếp như một ông đại vương ở Hoa Kỳ dưới quyền điều khiển của Hillary Clinton. Rồi, thế thì hôm nay Pelosi ra sao? Thưa quý vị, sáng hôm nay Pelosi đã gửi một cái thơ luân lưu cho tất cả các ông bà dân biểu của Hạ viện, nói rằng Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn trương để xây bức tường ở miền Nam đã vượt qua khỏi quyền hạn của quốc hội. Bà ta đau lắm. Bà ta dùng cái chữ đó nhưng biết là bà ta thấm lắm. Bà ta dùng cái chữ gọi là go outside the bounds of the law, the constitution. Tại sao? He tried to get whatever he failed to achieve in Congress. Ông ta mà làm bằng mọi cách để ông ta có thể đạt được điều mà ông ta muốn, trước kia đã bị thất bại ở quốc hội. So, unconstitutional, tức là vi hiến, must be terminated, và cần phải chấm dứt. Thì bà ta đưa ra những cái bài này để cho các dân biểu để họp lại, để ra một cái dự luật là tấn công Donald Trump, không cho phép thi hành national emergency. Thế nhưng mà y thị này cũng lại quên một điều. Tháo cấy quá thì nói bậy. Một dự luật muốn thành hình phải có Hạ viện, phải có Thượng viện. Tức là sau khi Hạ viện nó có nghe lời y thị này, nó có ký giấy đi nữa, 90% nó đồng ý, cũng phải đưa lên Thượng viện. Mà khi đó Thượng viện thì lại của Cộng hòa. Hạ viện chỉ có 40 mấy phiếu. Đảng Dân Chủ chỉ có 40 mấy phiếu. Làm sao mà đạt được ý muốn ở Thượng viện? Mà thí dụ như bây giờ bỏ tiền mua chuộc hết những cái tay nghị gật của Thượng viện thì cũng lại phải đem đến cho Tổng thống ký ban hành mới ra luật. Mà dĩ nhiên là Donald Trump không bao giờ ký một cái luật để mà giết Donald Trump cả. Vậy thì cần phải override, tức là ông sẽ veto, ông sẽ veto, tức là ông ta phủ quyết. Mà ông ta phủ quyết đưa lại quốc hội thì quốc hội cần phải override, tức là để bác bỏ cái phủ quyết của Tổng thống thì cần có 2/3 dân biểu, 2/3 thượng nghị sĩ. Đó là một con số không bao giờ tưởng tượng. Nói tóm lại, Pelosi từ chết cho đến chết. Và nhiều tin tức cho thấy bức tường của miền Nam đã bắt đầu được xây từ vùng El Paso, tức là thành phố bên kia của Mỹ là Nogales, và bên này là vùng El Paso. Và bức tường này dự trù sẽ hoàn tất vào cuối năm tháng 9 năm 2019. Và khi đó thì dân chủ càng đau khổ vì Tổng thống Donald Trump đã làm một công việc rất đúng. Rồi tin giờ cuối chúng tôi lại có tin cho thấy rằng là có một người đàn bà gọi là Mohamed Hussado, là người Ả Rập, đẻ ở bên tiểu bang Minnesota và đã lén đi về Syria
đi theo những phe khủng bố, rồi lấy một tên khủng bố có một đứa con, bây giờ ở bên đó khổ quá, hoặc là khủng bố giao công tác cho y thị trở về Hoa Kỳ. Giống như là những người Việt Nam mà đi tù, trước khi mà thả ra tù đều được giao công tác hết. Thế thì cái người công tác này bây giờ trở về lại Mỹ, Mỹ không cho. Tổng thống Donald Trump sau khi y thị này viết thơ lên yêu cầu tổng thống, bố của y thị vẫn ở miền Đông Hoa Kỳ, và xin tổng thống Mỹ giúp để cho y thị trở về với đứa con thơ. Và y thị cũng với nói rằng là tôi cảm thấy tôi có hối lỗi vì tôi trẻ người non dạ. Ngày tôi bỏ nước Mỹ ra đi, lúc giờ tôi mới có 19 tuổi, tôi chưa hiểu sự thật. Và đến giờ này tôi đã biết là khủng bố, là Hồi giáo không thể thích hợp. Và tôi đã có đứa con công dân của Hoa Kỳ, cho nên tôi xin quý vị cho tôi trở về Mỹ. Tổng thống Donald Trump ra lệnh liền. Tôi đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao không thể cho y thị này trở về Hoa Kỳ. Dứt khoát cái điểm đó, bất cứ hoàn cảnh nào. Bởi vì y thị này đã bỏ nước Mỹ ra đi, và trong khi mà y thị này ra đi qua bên Syria, gửi về những cái email nói rằng là dân tộc Mỹ cần phải bị giết, cần bị tiêu diệt, dân tộc Mỹ là tội lỗi. Y thị nói rất hăng hái, và cần vì cái máu của người Mỹ cần phải trả lại cho những người Hồi giáo. Thế thì bây giờ câu nói đó còn đó, email còn đó, làm sao nước Mỹ có thể đưa y thị trở lại? Mặc dù y thị có một dân biểu, hai dân biểu người Hồi giáo là Tilaib với lại Omar bảo trợ, nhưng cái chuyện đó never happen, sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Nói tóm lại, Tổng thống Donald Trump đã áp dụng một chính sách rất tuyệt vời đối với bọn khủng bố Ả Rập. Và dù cho dân biểu Ả Rập ở trong quốc hội mạnh mẽ vì đảng Dân Chủ, nhưng giờ này vẫn thua chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Một mực tiêu diệt xã hội chủ nghĩa, thứ hai tiêu diệt Ả Rập, trong đó có cả Iran. Cho nên chúng ta phải thành thật mà nói, Phó Tổng thống Mike Pence sắp lên đường công du lo vấn đề hòa bình dân chúng Venezuela. Chúng ta cầu nguyện ơn trên soi sáng và ban cho mọi sự khôn ngoan để Phó Tổng thống Mike Pence có thể chu toàn nhiệm vụ đối với cộng đồng nhân loại nói chung và dân tộc Venezuela nói riêng. Và chúng ta ước mong dân tộc các quốc gia cộng sản khác thấy được cái gương của Hoa Kỳ, hãy tỉnh ngộ đứng lên và nổi loạn, giết xã hội chủ nghĩa để giải phóng cho quê hương. Đó là một cái điều khôn ngoan. Còn nếu không thì cứ chịu khó tà tà bóng ngả về Tây, chị em thơ thẩn giang tay ra về, kiếp này rồi kiếp sau. Kính chúc quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.